Rồi bây giờ mình làm gì đi nè chứ. Sư dặn không? Thôi được, không phải. Sư dặn sao em nói, sư dặn kỹ sao? Dặn kêu anh yêu em. Ờ thì anh yêu em vô cùng rồi đó. Có nhiều cách mà. Thế ơi, đầu lắc đâu còn kêu nữa đâu. Giỡn hoài. Cái đầu anh lắc còn kêu nữa rồi, rẹt nè thấy không? Đó. Thương yêu nhau, hai đứa thương yêu nhau, không được thì em có cạo râu kỳ vậy, cạo dưới ở trên không cạo, trên sợ em đau. Đai bụng chuối rằng nữa hả, chuối rằng là gì, trứng không, trứng chuối, trứng xúc xích thôi. Ăn cái chiên, xúc xích chiên, trứng chiên, cái gì cũng chiên nha. Luộc quất. Trong túi okay. Không kẹo á. Còn đâu. Chơi toàn chơi gai không chứ bò. Chơi lúc chơi gai không á. Thì ở đây che gai nữa. Gai làm cái này chắc lắm anh không có chơi đâu. Đâu có chơi gai đâu. Chút. Ai cũng biết nào. Chơi gai đâu? Này trong này toàn chơi gai không nè, có gai đâu, có cây này là tầm dông, không phải tầm dông, che tầm, che hột gà, phải không? Cái che gì? Cái che hột gà không? Chút hột gà. Con bướm xin, con bướm xin, con bướm đậu lên xe mình hả? Chai gai nó không có được thẳng nha. Ít thẳng. Như đây ngồi bàn luận chuyện chai gai phải không? Thì anh này thuộc giống tre mà anh nói ấy chứ phải chi, anh đúng gom thì anh bình luận đúng gom rồi. Còn anh là chai gai mà. Chai gai nè, gà tre nè. Sao em nhìn tay anh vậy mà em nói cái gì anh cũng ngắn mà sao? Anh nói cái gì cũng ngắn, mấy không có ngắn. Wow, đẹp không? Vậy sao? Có dư dư cái chai không? Trong này ví dụ mà hai đứa mình có sao ai hay chẳng xa lộ ghê không sao mấy khẩu trang có cái này được sao mấy khẩu trang
bóp thì nó nhảy được một chục cái luôn, mà nó nhảy một cái hết thì rồi nhảy một chục cái không hết. Sao ra nước mắt? Sao mắt đỏ? Bóp lỗ mũi ra nước mắt rồi. Okay.